Hôm nay lại có chuyến thăm ha, trở về Đồng Nai của chú anh chị. Bữa giờ con đi liên tục luôn, Nha Trang, gì Ninh Hòa, về Cam Ranh, rồi bây giờ con lại về tới Đồng Nai. Thì hôm nay ghé thăm ha, cái vườn của ông anh ở Đồng Nai đây. Thì này là anh trồng na thường để ăn trái, trồng sen với trà là. Hiện tại diện tích ở đây trồng thì diện tích thì lớn lắm, nó tới 4 hectare lận, nhưng mà anh trồng chỉ khoảng 150 cây thôi. Thì gồm có ba hy vàng và khonasi đỏ. Mà bữa nay mới vô vườn thôi thì mình phát hiện khonasi của anh ra bông. Thì bởi vậy con mới nói là cái lợi thế của thằng khonasi thì nó cứ ra quanh năm và nó không có ảnh hưởng vào mùa vụ gì cả. Nên là con cũng ở vườn con trồng full khonasi, nuôi bán nhiều, số lượng nhiều khonasi. Đó, nên là thích lắm cô chú anh chị. Thậm chí chủ vườn cũng không phát hiện ha. Con ngồi trên xe nè, đó, từ ngoài cổng vào này, cứ nhìn từng cây xem. Tại vì cây này á, thì lúc con giao cho ông anh là nó nằm trong cây cần xé. Cái lô mà cần xé con nói về thả xuống đất hồi cây là nó sung, nó sẽ ra hoa lại đó. Thì có nhiều khách là mới hồi bữa nay nè, có một khách gọi video ở nhà nói cây trong cần xé này trồng ít chứ cũng phải 2 năm mới có trái, hỏng 2 năm có trái tôi bán hết tài sản. Thật sự nói mà mình cảm thấy giống như là người ta nói là mình nói xạo, tại vì người ta nhìn cái cây người ta thấy nói 2 năm sau nó mới có trái, nhưng mà mình nói là cây đó thả xuống mắt đất hồi lại là ổn định nó sẽ ra trái, tại vì nó đã đến tuổi rồi. Mà ông chú đó cự với nhỏ em con ở nhà là gọi điện thoại video call cứ nói như vậy. Đây là thực tế nè cô chú anh chị ha, Echinacea này nó ra lử mèo ha, bông này vừa hé luôn, phấn thụ là sẽ kịp thời đậu luôn cho cái bông này. Đây thì cây này ra một hoa rồi thì dấu hiệu ra thì nó sẽ có thể là ra thêm lử mèo nữa, chứ không phải là một cái lử mèo này rồi nó ngưng nha cô chú anh chị. Tại vì khonasi nó ra được là nó sẽ ra tới luôn. Thì cây, cái dốc cây nó cũng nhỏ thôi cô chú anh chị, so với cái chiều cao thì nó cũng tầm khoảng 1m7 thôi, còn quanh gốc thì của nó là không được 100 đâu. Đấy, nhìn thấy cưng quá trời luôn. Hồi nãy con ngồi trên xe con nhìn cái bông con mừng ơi là mừng, tuy là của cây ra bông của khách mình chứ cũng không phải của mình, nhưng mà mình cảm thấy rất là vui ha. Còn cái hoa này thì nó ra trễ, ra trước, ra chắc con nghĩ là tầm khoảng 3 hôm trước rồi ha. Đây nè, nhưng mà anh chủ vườn cũng không có hay luôn. Đây, đây cô chú anh chị ha. Đây, đó, hoa cái nha. Cái này, hoa này thì thụ hơi trễ rồi, cái hoa này không thụ kịp nữa, chỉ có cái hoa bên kia thì thụ phấn sẽ ok hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó ra bất ngờ như thế này á thì phấn không có chuẩn bị kịp, thì là hoa, cái hoa này là giống như là đánh dấu dấu hiệu để mình biết được cây của mình đã đến thời điểm ra hoa, để mình có thể chuẩn bị cho những cái cây sau để mình thụ phấn kịp thời cho nó ha cô chú anh chị. Bởi vì bên con có nói là nguồn phấn cũng khá là quan trọng, bởi vì tỷ lệ của mình ít nhất mình cũng phải trồng cho con là 15 cái một đực nha cô chú anh chị. Đực mình ưu tiên mình trồng cây đực mô luôn, để sau này cái cây đực mô thì cái lượng phấn trong cây mô nó sẽ nhiều hơn cái hạt ha, và mình có thể lấy mà mình lưu trữ để dành mình xài cho cái khonasi gì nó ra quanh năm ha cô chú anh chị. Đó, quá trời lợi thế luôn cho cái cây khonasi ha. Thì nói chung cái lô này con giao cho ông anh là lúc ngày 1 tây tháng 1 năm 2024. Hôm nay là tháng 9 rồi, thì là mình trồng xuống ổn định lại là nó mất hết 8-9 tháng đó cô chú anh chị ha. Nó mới ra trái là lô này hồi lúc con giao là lô cần xé. Tại vì con giao cho anh là ngay cái dịp tân gia nhà anh, nên là con nhớ rõ, rất là rõ cái ngày ha. Ngày mà anh ăn tân gia cái nhà với lại chào năm mới luôn thì con có lên ăn đó, nên là con có nhớ kỹ, rất là kỹ cái ngày mình giao cây cho ông anh ha. Đó, cây này cũng sẽ đủ lực, nó cũng sẽ ra đồng loạt với những cái cây ra hoa kia, tại vì nó cứ đến tuổi là nó sẽ ra thôi thấy cô chú anh chị. Rồi thì hiện tại bên con có cung cấp trà là, ăn cái tươi, cây mô, cây từ cây trong cốc nhỏ này, rồi cái cây mà được nuôi từ 8 đến 10 tháng, 18 tháng, 30 tháng, 25 tháng bên con đều có. Ô tiên đặc biệt là dòng khonasi này nghe cô chú anh chị. Nên anh chủ vườn là trồng cái cảnh quan ha. Đó là con đường vào nè, đó. Nên là anh trồng theo một hàng như thế này. Đó,
đặc biệt là trồng Conaxy, cái hàng này cho nó ra trái lai rai cho anh cảm thấy đẹp đó. Nên là cái hàng này thì trồng Conaxy, còn phía đằng sau kia thì trồng Bahi vàng. Rồi, Kiều chào mọi người, Kiều hẹn gặp lại mọi người trong cái video gần đây nhất nha. Thì bữa giờ là con sẽ có một cái chuyến đi thăm vườn, tất cả các vườn và kết hợp giao cây cho khách. Thì sắp tới thì cũng sẽ có cái chuyến đi Trung Quốc để lấy hàng về. Thì nói chung miền Bắc bắt đầu giảm bão, giảm lụt rồi đó. Thì bắt đầu mà cái hướng vận chuyển đồ từ Trung Quốc về đó bắt đầu ổn định lại, thì con sẽ bốc hàng về. Con qua bển con sẽ order tất cả các video, tất cả các cây cho cô chú anh chị mình tham khảo nha. Rồi, Kiều chào mọi người, Kiều hẹn gặp lại mọi người nha. Cây khách ra bông nhưng mà Kiều vui gấp mấy lần chủ vườn luôn á, vui gấp mấy lần khách trồng cây luôn. Hồi nãy đang ngồi trên xe mà kêu xe dừng lại, ông chồng nó tưởng mày kẹt tay kẹt chân gì không á, mày la làng tao hết hồn. Rồi, con chào mọi người.